Xin chào các bác nha, em đang có mặt tại chợ Hàn, một trong những chợ nổi tiếng của Hải Phòng, được họp vào mỗi chủ nhật. Thì em đang ở khu vực cá cảnh và thủy sinh. Đây, bà cá. Mời các bác cùng đi tham quan với em nhé. Hãy subscribe cho kênh Hải Phòng Today.